Chiều nay ngày 12 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có cuộc tiếp xúc cử tri trước khi diễn ra kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 với sự tham dự của cử tri quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Cùng tham dự có các đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương. Báo cáo cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ cho biết, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 tới đây, Quốc hội tiếp tục thực hiện ba chức năng quan trọng về lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao, thông qua chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025 và điều chỉnh năm 2024, cho ý kiến 11 dự án luật, thông qua 10 dự án luật. Tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã kiến nghị các vấn đề liên quan tới việc phân loại rác thải nhằm bảo vệ môi trường, bố trí vốn vay, sớm triển khai thực hiện dự án tuyến đường liên vùng Ô Môn - Rồng Riềng, kết nối Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, đề nghị chính phủ và các bộ ngành sớm thực hiện hoàn thành dự án đường dẫn khí lô B của nhiệt điện Ô Môn, quan tâm đầu tư hạ tầng, bố trí thêm cây ATM trên các phường ở Cần Thơ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ thẻ ngân hàng, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, các giải pháp đồng bộ hiệu quả để chủ động phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có thành phố Cần Thơ. Nhiều tổ chức, chuyên gia uy tín quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế Việt Nam. Thủ tướng cũng đánh giá cao tình hình kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ, đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công ước đạt trên 22% kế hoạch, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 30% dự toán, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống và đột phá vào các động lực tăng trưởng mới ở một thành phố đầy tiềm năng như Cần Thơ, tăng cường đầu tư, phát triển yếu tố con người, tăng cường kết nối vùng, khu vực, trong nước và quốc tế, nhất là về kinh tế, sản xuất, tiêu dùng, thông qua kết nối hệ thống giao thông, hệ thống sản xuất và cung ứng theo chuỗi giá trị. Cùng với đó là đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, toàn diện, bao trùm, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nhất là ngành chế biến, chế tạo, phục vụ cho chuỗi sản xuất, cung ứng cho khu vực, thế giới. Đặc biệt, lưu ý những ngành có thế mạnh, khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Cần Thơ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã giải đáp trả lời các ý kiến, đề xuất kiến nghị của các cử tri liên quan tới việc phân loại rác thải nhằm bảo vệ môi trường, bố trí vốn vay, sớm triển khai thực hiện dự án tuyến đường liên vùng Ô Môn - Rồng Riềng kết nối Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cho các bộ ngành, các tỉnh, thành phố sớm có giải pháp để người dân thực hiện việc phân loại rác thải nhằm bảo vệ môi trường. Xin trân trọng cảm ơn. Thứ nhất là cái câu về vấn đề rác thải và giải pháp xử lý rác thải của cử tri Lê Thị Tú Trân ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn. Thì vấn đề rác thải thì có cái vấn đề thu gom, vấn đề vận chuyển và vấn đề xử lý. Thì cái này thì đây là một vấn đề lớn. Tôi nói rồi, không hy sinh tiến bộ công bằng xã hội, không hy sinh cái môi trường để chạy theo cái tăng trưởng đơn thuần. Thì cái này thì các cấp các ngành thì cũng đã có cái xây dựng cái thể chế, xây dựng hành lang pháp lý, rồi có cái đầu tư và có cái tổ chức thực hiện. Thế nhưng mà cũng còn một số nơi là chưa làm được tốt. Thì cái này tôi đang chỉ đạo như cái kiến nghị của cử tri, để chỉ đạo Bộ Tài nguyên Môi trường, các bộ ngành phối hợp với nhau. Cái thứ nhất là phải hoàn thành cái thể chế. Rồi cái thứ hai là phải đầu tư, bao gồm huy động các cái nguồn lực hợp pháp để chúng ta đầu tư để mà làm cái khâu là thu gom, vận chuyển và xử lý. Đấy. Để làm sao cho nó cơ bản. Thì tuyến đường liên vùng Ô Môn - Rồng Riềng kết nối với Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp là một trong ba cái trục dọc để phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Cần Thơ. Được sự quan tâm của chính phủ, đặc biệt là đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã bố trí vốn vay ODA để thực hiện dự án. Trước sự quan tâm đặc biệt này, người dân Ô Môn rất vui mừng và trông đợi các cơ quan chức năng sớm phê duyệt và thi công tuyến đường này để phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Tuy nhiên, dự án này đến nay vẫn chưa có chuyển biến gì. Vì vậy, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm triển khai thực hiện dự án. Vấn đề cái câu thứ hai là của bác Lê Minh Hùng về vấn đề cái tuyến đường Ô Môn - Rồng Riềng ấy. Đồng chí Trường đã nói rồi. Thì tôi đề nghị là cái chỗ này thì chính phủ đã có các cái kế hoạch để mà triển khai tại cái nghị quyết 106 của
Quốc hội đấy, thì sau khi Thủ tướng, sau khi có cái nghị quyết Quốc hội thì Chính phủ ban hành cái nghị quyết 26 phân cấp và giao cho chủ quản đầu tư là Ủy ban dân thành phố Cần Thơ và sử dụng các cái ngân sách địa phương rồi vốn hợp pháp khác đầu tư cho dự án. Cái này hiện nay Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đang tổng hợp nên cái này sẽ giải quyết cùng với địa phương. Cùng với đó, Thủ tướng cũng đã thông báo rất kỹ với bà con cử tri Ô Môn, đề nghị Chính phủ và các bộ ngành sớm thực hiện hoàn thành dự án đường dẫn khí lô B của nhiệt điện Ô Môn, quan tâm đầu tư hạ tầng, bố trí thêm cây ATM trên các phường ở Cần Thơ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ thẻ ngân hàng, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, các giải pháp đồng bộ hiệu quả để chủ động phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có thành phố Cần Thơ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tổng hợp, giải trình, tiếp thu và giải quyết những đề xuất kiến nghị của đồng bào cử tri trên tinh thần nội dung thuộc thẩm quyền của cấp ngành nào thì cấp ngành ấy phải giải quyết và phải giải quyết thấu đáo. Đối với những kiến nghị đề xuất vượt thẩm quyền, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổng hợp kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành giải quyết theo quy định. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tổng hợp báo cáo Quốc hội xem xét và quyết định.